trân trọng được cảm ơn chương trình văn nghệ chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí cùng toàn thể quý vị khán giả, trong 365 ngày, người phụ nữ vẫn luôn được trân trọng và yêu quý. Thế nhưng dường như vẫn chưa đủ để bày tỏ hết lòng biết ơn với tình thương yêu, sự cứu mang của những người bà, người mẹ, người chị, người em đã cả đời hy sinh cho chúng ta. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ đong đếm hết được công lao trời về của đấng sinh thành, của những người vẫn ngày đêm lo lắng, dõi theo từng bước ta đi trên đường đời bề bộn. Ai trong số chúng ta cũng đều có một người phụ nữ để yêu thương, để gửi gắm những cung bậc tình cảm khác nhau. Đó là những người mẹ tảo tần, người chị thân yêu, là người em gái dịu dàng hay người yêu và người vợ hiền thục. Những người phụ nữ quanh ta đều là những bông hoa đẹp tỏa ngát hương thơm. Phụ nữ Việt Nam hiện nay đã vươn lên khẳng định vị trí của mình, ngày càng tham gia tích cực và đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Họ cũng không quên chăm lo chu toàn cho công việc gia đình, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ kính yêu: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí cùng toàn thể các quý vị khán giả, thực hiện kế hoạch số 39 ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Chí Linh về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Thực hiện chương trình công tác hội và phong trào phụ nữ phường Hoàng Tiến năm 2022, thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ phường Hoàng Tiến. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Chí Linh và Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoàng Tiến, hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2022, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Tiến tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề Lối vòng tay lớn. Đến dự, chỉ đạo, động viên và chung vui với chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý. Đại biểu thành phố Chí Linh xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Cao Thị Hằng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương, thành ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Chí Linh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng được giới thiệu các đồng chí lãnh đạo cơ quan thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Chí Linh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu phường xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Đương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng được giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Toán, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng được giới thiệu các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ phường, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, lãnh đạo các ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí cán bộ, công chức phường, Ban chỉ huy quân sự và công an phường. Trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Hợp tác xã Dịch vụ Lâm nghiệp, lãnh đạo Ban giám hiệu các nhà trường, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư trong toàn phường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Tiến xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Chí Linh, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Mai Thu Hoài, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Chi hội trưởng, cán bộ phụ nữ các khu dân cư trong phường, đề nghị nhiệt liệt chúc mừng. Đại biểu các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, trân trọng được giới thiệu các đồng chí cán bộ phòng giao dịch số 3, Quỹ Tim Hải Dương chi nhánh thành phố Chí Linh. Trân trọng giới thiệu ông Dư Tuấn Dũng, Tổng giám đốc công ty cổ phần Hoàng Tiến, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Loan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Loan. Trân trọng giới thiệu ông Tô Văn Đắc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn An Thịnh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Trân trọng được giới thiệu ông Phạm Văn Hoàng, giám đốc điều hành công ty Catoco, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Xuân Trang,
Giám đốc công ty dược phẩm Chadiva đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng được giới thiệu với sự hiện diện của trên 200 diễn viên đến từ 7 chi hội phụ nữ trong toàn phường, phụ nữ công an, phụ nữ công đoàn trường mầm non Hoàng Tiến, phụ nữ các doanh nghiệp trên địa bàn phường cùng đông đảo cán bộ, hội viên và quý vị khán giả đã tới dự động viên cho chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, trong thời gian gần đây, phong trào văn nghệ thể thao trên địa bàn thành phố Chí Linh nói chung và phường Hoàng Tiến nói riêng đang có những bước phát triển mạnh mẽ, được đông đảo chị em phụ nữ đặc biệt quan tâm. Đây là hoạt động lành mạnh, không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, thu hút đông đảo chị em ở mọi lứa tuổi tham gia, tạo nên sân chơi bổ ích thiết thực trong đời sống của người dân. Nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm được thành lập, tạo thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong các cơ sở hội. Tiếp theo chương trình làm việc, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường lên phát biểu khai mạc đêm giao lưu. Xin được trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Cao Thị Hằng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Chí Linh. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Đương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Tiến. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các bà, các bá, các chị em cùng quý khán giả thân mến. Hòa trong không khí vui mừng phấn khởi cùng phụ nữ cả nước, phụ nữ phường Hoàng Tiến tăng ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ phường Hoàng Tiến. Hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Tiến tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ thể thao nối vòng tay lớn chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thay mặt Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Chí Linh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ phường, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường, Thường trực Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ngành đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức phường, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, ban giám hiệu ba nhà trường, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng các đồng chí phóng viên Đài Phát thanh thành phố đã về dự và đưa tin. Đặc biệt, xin được lòng nhiệt chào mừng sự có mặt của hơn 200 diễn viên nhạc công của 21 câu lạc bộ văn nghệ về tham gia đêm giao lưu và các quý khán giả đã về cổ vũ cho chương trình. Sự có mặt của các đồng chí đại biểu khách quý, của các bà, các chị không chỉ thể hiện tình cảm, sự quan tâm mà còn là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao đối phong trào phụ nữ phường Hoàng Tiến, góp phần quan trọng vào thành công của đêm giao lưu. Xin gửi tới các đồng chí, các bà, các chị những tình cảm quý trọng và lời kính chúc tốt đẹp nhất. Chúc đêm giao lưu thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể, đêm giao lưu trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, con người Việt Nam đã hình thành nên những thành phẩm chất tốt đẹp, đó chính là tinh thần anh dũng kiên cường, tạo nên sức mạnh cộng đồng để tồn tại và chiến thắng mọi kẻ thù. Trong tiến trình lịch sử đó, người phụ nữ Việt Nam đã đóng góp một phần công lao không nhỏ trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị bản sắc của dân tộc ta từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sự đóng góp âm thầm ấy đã dần kết tinh thành những phẩm chất đạo đức tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Kính thưa quý vị, Bác Hồ kính yêu đã nói, non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ. Năm 2022, đánh dấu tròn 75 năm thành lập Đảng bộ phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, hình thành và phát triển trong sự chuyển mình của thành phố, phường Hoàng Tiến ngày càng thay ra đổi thịt, hướng tới một đô thị văn minh hiện đại. Cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trong những năm qua luôn phát huy truyền thống tích cực cùng cả hệ thống chính trị của phường, thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, là lòng cốt trong mọi nhiệm vụ, đặc biệt là phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Chương trình giao lưu văn nghệ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường với các câu lạc bộ văn nghệ, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp được tổ chức thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, chia sẻ và lan tỏa niềm đam mê, lan tỏa sự tích cực, yêu đời, yêu người, yêu quê hương đất nước,
yêu thành phố trẻ chí linh anh hùng và trân quý giá trị cuộc sống hơn. Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Hải Dương tự tin, nhân ái, năng động, sáng tạo, có phát vọng phát triển, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp. Với tinh thần và ý nghĩa đó, tôi xin trịnh trọng tuyên bố khai mạc đêm giao lưu văn nghệ chủ đề Nối vòng tay lớn kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc đêm giao lưu thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn ý kiến của đồng chí Hoàng Thị Hồng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Tiến. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân, trong những năm qua, công tác hội và phong trào phụ nữ phường Hoàng Tiến, đặc biệt là phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Chí Linh, sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của lãnh đạo Đảng ủy phường Hoàng Tiến và sự quan tâm, tạo điều kiện, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Bằng những tình cảm dành cho chương trình, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu đã về dự và có hoa chúc mừng chương trình. Sau đây, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Cao Thị Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương, thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Chí Linh sẽ lên tặng hoa chúc mừng. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường lên nhận hoa. Xin mời. Đề nghị các đồng chí cùng toàn thể quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Và trân trọng được cảm ơn đồng chí Cao Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Chí Linh. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Đương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường lên tặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời đồng chí. Đề nghị các đồng chí cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Tiếp theo trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành đoàn thể phường Hoàng Tiến lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Đề nghị các đồng chí cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng và cảm ơn đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể của phường Hoàng Tiến. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện các khu dân cư trong phường lên tặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí. Và xin được trân trọng mời đoàn đại biểu Quỹ Tim Hải Dương, xin được mời đoàn đại biểu công ty cổ phần Hoàng Tiến sẽ chuẩn bị.
Và sau đây xin được trân trọng mời đoàn đại biểu đại diện các khu dân cư trong phường lên tặng quà chúc mừng. Xin mời. Tiếp theo xin được trân trọng mời đoàn đại biểu lãnh đạo phòng giao dịch số 3. Xin được trân trọng giới thiệu ông Dư Tấn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Tiến lên tặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời. Đề nghị các đồng chí cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng và cảm ơn ông Dư Tuấn Dũng. Tiếp theo chương trình, trân trọng được giới thiệu và kính mời bà Lê Thị Loan, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dũng Loan. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Tô Văn Đắc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Thịnh lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Hoàng, Giám đốc điều hành công ty Katoco lên tặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời. Đề nghị quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng và xin được cảm ơn ông Phạm Văn Hoàng. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Xuân Trang, Giám đốc Công ty Dược phẩm Chadifa lên tặng hoa chúc mừng. Xin mời. Trân trọng được cảm ơn ông Trần Xuân Trang. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lãnh đạo khối giáo dục phường Hoàng Tiến có đóa hoa tươi thắm về chúc mừng chương trình. Xin được trân trọng kính mời. Đề nghị các đồng chí cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng và cảm ơn đoàn đại biểu khối giáo dục phường Hoàng Tiến. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, chương trình giao lưu văn nghệ thể thao do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Tiến tổ chức nhằm khơi dậy phong trào văn nghệ thể thao trong các tầng lớp phụ nữ, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Thông qua chương trình nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ lựa chọn hình thức thể dục thể thao phù hợp để rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Qua đó, thu hút ngày càng cao đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia tập luyện các môn thể thao quần chúng trên địa bàn phường. Đồng thời, chương trình cũng tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên phụ nữ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Tham dự đêm giao lưu văn nghệ hôm nay có sự tham gia của trên 200 diễn viên không chuyên đến từ 7 khu dân cư, phụ nữ công đoàn trường mầm non Hoàng Tiến, các câu lạc bộ Zumba, phụ nữ các doanh nghiệp trên địa bàn phường. Và sau đây, trân trọng được kính mời đại diện các câu lạc bộ về tham gia chương trình sẽ lên sân khấu nhận hoa chúc mừng của ban tổ chức.
và trân trọng được giới thiệu và kính mời đồng chí Cao Thị Hằng, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Chí Linh. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Đương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Tiến. Trân trọng được giới thiệu đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Chí Linh, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Trân trọng được giới thiệu ông Dư Tuấn Dũng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Tiến, nhà tài trợ chính của chương trình lên tặng hoa cho các câu lạc bộ. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí. Trân trọng được giới thiệu và kính mời đồng chí Cao Thị Hằng. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Đương. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Thị Hồng. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Dư Tuấn Dũng sẽ lên tặng hoa chúc mừng cho các câu lạc bộ. Xin mời. Và trân trọng được kính mời các đồng chí và toàn thể quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Trân trọng cảm ơn đồng chí Cao Thị Hằng, cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Đương, cảm ơn đồng chí Hoàng Thị Hồng và cảm ơn ông Dư Tuấn Dũng. Và xin được cảm ơn đại diện của các câu lạc bộ về tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa toàn thể các đồng chí cán bộ hội viên cùng toàn thể quý vị khán giả, chương trình giao lưu văn nghệ đêm nay, các quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả sẽ được thưởng thức phần biểu diễn của trên 200 diễn viên đến từ các câu lạc bộ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước và ca ngợi hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.